mẹ đối xử với tôi như thế nào cũng được, coi tôi là chó chui gầm trạn cũng được, tôi chấp nhận hết. Với bố, các con là quan trọng nhất. Đừng biến cái nhà này thành trại tị nạn đi à? Đừng có mơ. Mẹ quá đáng quá rồi đấy. Cái con này nuôi mày đến giờ này để bây giờ mày cãi mẹ chém chém thế hả con? Đúng là loại nhà quê nghèo hèn. Kìa mẹ nói cái gì thế? Thế là con lấy vợ rồi. Lấy vợ rồi, lo mà làm mà ăn. Mà ở trên nhà vợ, bà thông gia có việc gì thì con cố gắng mà làm giúp bà nhé. Vâng, con biết rồi ạ. Con xin lỗi, lại để bố một mình. Không phải lo cho bố đâu. Chịu khó mà làm ăn, cuối tuần rảnh các con về chơi với bố thế là được rồi. Vâng, con biết rồi. Thôi, con đi đây. Con đi đi. Cháu gái của bà này ghét quá cơ. Chim mỏ giống ai mà yêu thế nhờ. Con gái ơi, ông nội lên chơi với con này. Ôi, cháu gái của ông. Chào bà thông gia. Không dám, chào ông. Bố mới lên chơi à? Bố đi đường có mệt không? Cũng bình thường con ạ. À, con ơi, đây nhá, là gà bố tự tay hầm cho con đấy. Còn đây là quà biếu bà thông gia. Con cảm ơn bố nhá. À mà bố vào chơi với cháu đi. Cháu là cháu hơi bị ngóng ông đấy. Nào, cháu gái của ông xem mặt. Cho ông bế một tí nào. Ông đi được, bụi bặm. Mùi tàu xe vẫn còn nồng nặc đây này. Bế cháu để vi khuẩn nó sang thì làm sao? Tay thì bốc phân trâu phân bò mà còn đòi bế cháu. Vâng. Thế để tôi đi rửa mặt mũi chân tay trước đã. Kìa mẹ nói cái gì thế? Ừ thì mẹ cũng chỉ nói thế thôi mà. Với lại mẹ là mẹ lo cho cháu gái của mẹ đây này. Nhìn ông ấy người ngợm bẩn thỉu thế kia, mồ hôi mồ kê thì nhễ nhại. Mà ôi giời ơi, anh không đưa ông ấy đi rửa tay đi, con đứng đấy à? Vi khuẩn nó vào hết cháu tôi bây giờ. Vâng, để con đưa bố đi rửa tay. Một nợ. Đã nuôi một cái thằng ăn nhờ ở đậu, giờ lại rước thêm một ông già nhà quê. Đừng biến cái nhà này thành trại tị nạn đi à? Đừng có mơ. Bố, sao bố giặt quần áo làm gì? Để đó lát con cho vào máy giặt, quay một lúc là xong ấy mà. Máy giặt? Anh có bỏ đồng tiền điện nào đâu mà đòi giặt máy giặt. Quần áo của ông ấy bẩn thỉu như thế, giặt máy giặt ấy để hỏng máy cho tôi à? Ngày thì ăn 3 bữa rồi, giặt có mấy cái quần áo mà cũng kêu ca. Mà tôi nói cho hai bố con để ông biết nhé. Nước ở đây ấy là nước sạch, dùng thì phải mất tiền, chứ không như ở quê ấy mà xả nước bừa bãi. Bố không sao con. Bố ở quê làm lục chân tay quen rồi. Và lại quần áo giặt bằng tay nó bền cơn con ạ. Cháu giúp con một lát nhé, con đi ra đây có tí việc. Ừ, để bố giúp cho. Úi dồi ôi, cháu của ông trời nào. Ôi, đưa cháu gái cho bà bế nào. Trời ơi. Ông đang lau bàn ý, thì lau đi. Thứ bẩn thỉu đừng có động vào cháu tôi. Mà lau bàn xong ý, thì đi vào dọn cho tôi cái bếp. Mới lại cọ cái nhà vệ sinh đi. Tôi đang bế cháu, không làm được. Tôi biết rồi. Mẹ quá đáng quá rồi đấy. Cái con này
Nuôi mày đến giờ này, để bây giờ mày cãi mẹ chém chém thế hả con? Nay con về muộn vậy, chưa ăn tối sao con? Hôm nay nhiều việc, con cố làm cho xong. Cơm canh hết cả rồi, để bố nấu mì cho nhé. Thôi, bố cứ ngồi đây, để con nấu mì rồi hai bố con mình ăn nhé. Ai còn ở trong đi thế? Mẹ chưa ngủ à? Đèn điện thì sáng trưng như thế này, khua khoắng ở Mỹ thì anh bảo tôi ngủ làm sao được. Mà anh ở nhà mẹ vợ thì anh phải có ý thức chứ. Có phải nhà của anh đâu mà anh thích làm gì thì anh làm. Mẹ cứ vào ngủ trước đi, ăn xong nó sẽ dọn. Tưởng thế nào, hai bố con nhà anh ấy chỉ ăn là giỏi thôi, còn làm ấy thì dở. Này, mẹ có thấy là mình quá đáng lắm không ạ? Quá đáng á? Quá đáng mà từ ngày anh lấy con Trang, anh có nhà thành phố để ở. Quá đáng ấy mà 2 năm qua tôi đã thu anh một đồng tiền nhà nào chưa? Tôi không thương con gái tôi ấy thì tôi đuổi anh ra khỏi nhà từ lâu rồi. Thôi con, bà tha lỗi cho con, nó còn trẻ người non dạ, mong bà bỏ qua cho. Đúng là loại nhà quê nghèo hèn, không biết kiếp trước con Trang nó làm cái gì mà khổ thế hả con? Có cái nhà không mua được. Mà anh có biết ấy, ngày xưa con trai đi ở rể người ta gọi là gì không? Người ta gọi là chó chui gầm chặn đấy. Có giỏi ấy thì đi ra ngoài mua nhà mà ở đi, cho nó ra con người nhá. Mẹ thôi đi có được không? Con chịu mẹ hết nổi rồi đấy. Con không ngờ mẹ của con lại là một người ích kỷ và hẹp hòi như vậy. Cái con ngu này, bố con nhà nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú cái gì mà mày bênh họ chầm chặt thế hả? Mày phải tỉnh não lên con ạ. Bố con nhà nó ấy, nịnh ngon nịnh ngọt như thế chỉ để lấy tiền của mẹ mày cho bố con nhà nó đấy. Mẹ thôi đi, mẹ quá quát lắm rồi đấy. Mẹ đối xử với tôi như thế nào cũng được, coi tôi là chó chui gầm chạn cũng được, tôi chấp nhận hết. Nhưng còn bố tôi, dù gì đi chăng nữa, ông ấy cũng là thông gia của mẹ đấy. Mẹ làm như thế không sợ hàng xóm người ta cười cho à? Mẹ luôn tự hào mẹ là người thành phố, thế mà mẹ lại cư xử như người vô học như thế à? Mày kìa con, bố không sao đâu, bố không sao, con bình tĩnh đi. Bố sẽ không quan tâm bà ấy nói gì hay đối xử với bố như thế nào. Bởi vì với bố, các con là quan trọng nhất. Các con có vui thì bố cũng vui, các con có hạnh phúc thì bố mới hạnh phúc. Ngược lại, bố sẽ không yên lòng khi các con vẫn chưa ổn định. Bố chỉ muốn thay mặt mẹ con để chăm sóc cháu nội. Giá mà mẹ con còn sống, bà ấy nhìn thấy cảnh con cháu để huề như thế này thì bà ấy vui lắm. Mẹ con mất sớm, con đã cố gắng rất nhiều. Nhưng mẹ biết không,
con càng cố gắng bao nhiêu thì mẹ lại càng không vừa lòng. Mẹ chỉ trích, hắt mũi, sỉ nhục con chỉ vì con là một đứa đi ở rể. Bố ơi, con xin lỗi bố, con thay mặt mẹ con xin lỗi bố. Em xin lỗi anh. Không sao đâu con ạ. Mình đi thôi bố. Em với con ở lại. Một thời gian nữa, anh sẽ quay lại đón hai mẹ con em. Bố, anh. Khóc lóc cái gì? May mà có mẹ đuổi bố con họ đi. Không đi thì mày còn khổ lâu con ạ. Giờ thì mẹ vừa lòng rồi đấy. Alo, có việc gì vậy bà Lan? Sao? Bà nói sao cơ? Bọn nó ôm hết tiền của tôi chạy trốn rồi á? Làm sao có thể như thế được? Có việc gì vậy mẹ? Mẹ có việc gì thì mẹ phải nói con mới biết được chứ. Mẹ có dành dụm được một ít tiền, mẹ cho người ta vay lãi. Nhưng mà cái bọn này nó tinh vi lắm con ạ. Lúc đầu ấy thì họ trả lãi rất là đều đặn, rồi còn giục mẹ đến lấy lãi hàng tháng cơ. Mẹ thấy được nên mẹ đã cắm sổ đỏ cái nhà này để lấy tiền đưa cho họ. Bây giờ chúng nó ôm hết tiền đi rồi con ạ. Tôi cũng biết phải làm thế nào bây giờ cả. Mẹ ơi, sao mẹ lại dại dột như thế được nhở? Sổ đỏ mà mẹ cũng cắm được thì bây giờ mình phải sống như thế nào? Mẹ cũng không nghĩ mọi chuyện nó lại đến nước này. Cô chào mẹ. Hai người về đây làm gì nữa? Nhà tôi giờ thê thảm như này, các người vui lắm đúng không? Anh ơi, nhà bị mất rồi anh ạ. Mất? Sao có thể mất được? Anh đến đón hai mẹ con em đây. Chúng ta về nhà mới đi. Nhà mới? Nhà mới nào anh? Cách đây chừng một năm, anh được lên chức giám đốc. Lương cũng cao. Có một khoản anh tiết kiệm được, đã mua được một căn nhà. Anh định khi em xin xong ít bữa sẽ làm anh bất ngờ. Giờ thì đến lúc rồi. Nhưng còn mẹ em, bây giờ mẹ có một mình, nhà thì mất rồi. Em yên tâm, căn nhà này anh đã chuộc rồi. Tạm thời mẹ cứ ở đây đi. Con nói thật không? Tạ ơn nhà mình vẫn còn có phúc. Con cho mẹ xin lỗi nhá. Người mẹ cần xin lỗi không phải là con đâu. Tôi biết tôi sai rồi. Ông tha thứ cho tôi nhá. Bà hiểu ra như thế là được rồi. Chúng ta đều già cả rồi, nên để cho con cái tự quyết định cuộc sống của mình. Bà. Vâng, ông nói phải ạ.